channel của mình. Mình là Phan Quân. Cá nhân của Quân á thì bắt buộc nha, rồi bảo hộ thì mình bắt buộc mình phải trang bị khi mình chạy xe máy, không chỉ riêng chạy phân khối lớn nữa các bạn. Phân khối lớn thì nó là một cái điều là hiển nhiên rồi, bắt buộc rồi, các bạn không thể nào mà mà cái việc đó nó đơn giản được, hay là mình chuẩn bị qua loa sơ sài được đâu. Bởi vì bản thân Quân là một cái người từng trải rồi cũng từng có những gặp những sự cố khi mà mình không có trang bị, không có chuẩn bị cho mình được những cái món đồ bảo hộ mà nó thật sự tốt và thật sự đúng với lại cái mục đích của mình. Các bạn nghe ha, là hồi trước Quân chạy chiếc Exciter á, thì lúc đó là mình đi tour các bạn, mà mình cũng không có nghĩ gì nhiều đâu. Lúc đó là chỉ có đội cái nóng 3/4 thôi, rồi gắn thêm một cái kính nó che hết được cái mặt đó, vậy thôi đó. Rồi xong rồi đi, rồi cái xong rồi cũng gặp sự cố. Nếu mà các bạn nào mà có theo dõi kênh Quân thì Quân cũng có kể về cái sự cố đó rồi. Rồi thì đó sợ các bạn. Mình không dám chủ quan nữa và bắt đầu là mình phải chuẩn bị nó tốt hơn, nó kỹ càng hơn. Thì bắt đầu là Quân sắm cho mình những cái món đồ bảo hộ. Là Quân sắm cho mình một cái nón bảo hiểm full face nha. Rồi sau đó là đến một bộ giáp, cao giáp thôi, cao giáp bằng vải, rồi cái quần giáp bằng bằng quần jean, và nó vẫn có những cái chỗ để mà đệm á ha, ở kiểu tay, ở hông, ở gối á, kiểu vậy. Rồi thêm một cái đôi giày, lúc đó Quân nhớ là Quân mang đôi giày nó tới mắt cá thôi, tới mắt cá rồi nó kháng nước. Lúc đó thì bản thân mình á cũng không có nghĩ nhiều đến cái chuyện là mình phải chọn cái nó cho nó đúng cái mục đích, cái gọi là cái độ an toàn đâu. Quân chỉ quan tâm đến cái việc là nó mang lại cho mình cái sự thoải mái, miễn là có bảo vệ là được rồi, nhưng mà phải thoải mái đó, kiểu như vậy á. Thành thử ra là nó sai các bạn, nó bị sai mất. Thì sau đó thì Quân cũng đi tìm hiểu, rồi cũng nghiên cứu, thì bắt đầu là Quân đổi lên, trang bị lên cho mình cái bộ đồ bảo hộ nó tốt hơn, nó đúng nghĩa.
hơn thì cái độ an toàn, độ bảo vệ nó sẽ cao hơn, nhưng mà bù lại á, thì nó sẽ hơi khó chịu một tí là nó bị nóng đó các bạn, nó rất là nóng luôn đó. Rồi giờ đến việc là chạy thì nó sẽ nhanh mệt, nhanh mất sức, nhưng mà bù lại thì nó an toàn lắm các bạn. À, muốn còn kể thiếu nữa là có cái găng tay nữa. Trang bị cho mình một cái găng tay. Găng tay đó thì như mình là găng tay mà cổ cao á, nó dài qua khỏi cái cổ tay luôn. Rồi hành trình đến với đồ bảo hộ là vậy đó. Rồi sau khi mình sử dụng, mình trải nghiệm thì mình mới đúc kết ra được rằng á, là khi mà các bạn lựa cho mình một món đồ bảo hộ á, thì các bạn hãy đặt cái yếu tố an toàn lên trên đầu tiên nha. Đó, nó phải an toàn ở đây thì an toàn ở đây là mình phải lựa đúng đồ bảo hộ, đúng đồ bảo hiểm. Rồi khi mà phải chọn đúng cái thương hiệu đó, đừng có mà ham đẹp các bạn, ham đẹp, ham thoải mái mà mình lựa những cái món đồ mà nó không có đạt đủ chất lượng các bạn, không đạt được cái yếu tố bảo vệ, bởi vì cái đó nó quan trọng lắm. Chú ý cái đó nha, hãy lựa cho mình một cái máy đồ an toàn, món đồ thật sự đem lại cho mình một cái đồ an bảo, đồ bảo vệ tốt nhất có thể. Rồi tiếp đến là mình sẽ quan tâm đến cái kinh tế của bản thân để mình lựa được cái món nó phù hợp. Rồi sau đó là mình sẽ tính đến cái đồ tiện lợi, đồ tiện dụng ha, đồ tiện lợi, đồ tiện dụng. Rồi đó, ba cái yếu tố mà các bạn cần phải lưu ý là như vậy. Say no với hàng phát nha các bạn, đừng bao giờ đem mạng sống của bản thân ra làm để đánh cược hết á, nhớ nha, hãy bỏ đi. Mà các bạn mà lựa đồ á thì nó bảo hiểm nha, tôi sẽ chỉ đến từng món. Nó bảo hiểm nha thì các bạn hãy tối thiểu nha, hãy lựa cho mình một cái nón 3/4. 3/4 có kính chắn bảo vệ. Rồi tiếp đến là nón full face. Nón 3/4 thì các bạn có thể là đi trong thành phố, đi rồi những cái nơi nó gần cộng, đi xe nhỏ rồi đó, để nó thoải mái một tí, nó có thể khả năng bảo vệ được, nhưng mà gần như là không hoàn toàn đó, không hoàn toàn. Và sau đó thì mình lấy cái món full face để mình đi những cái xe nó lớn hơn, những xe phân khối nó cao hơn. Rồi những cái mình di chuyển đến những cái môi trường nó môi trường thời tiết hay là cái điều kiện nó khắc nghiệt á, thì mình phải cần đến cái nón full face. Rồi để tiếp đến là giáp nè, giáp áo ha, thì các bạn phải lựa cho mình những cái bộ là nó phải đạt được những tiêu chuẩn bảo vệ, có những cái lớp giáp bảo vệ bên trong á đó, ví dụ như là đồ vải đi thì nó phải là chống cắt nè, rồi chống có những đó chống va đập nè, rồi đồ da thì phải cũng có chống va
đập nào ở cái có cái lớp lót giáp ở các điểm mà nó dễ bị chấn thương, bị tổn thương nè. Rồi còn nếu mà đi mưa, giáp đi mưa thì cũng tuân theo những cái tiêu chuẩn đó, chống nước rồi, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được là nó an toàn. Quần thì cũng vậy luôn, quần cũng vậy, cũng phải đảm bảo được cái yếu tố đầy đủ về các lớp lót bảo vệ về chất liệu ha. Rồi đến bao tay, bao tay thì Quân khuyên các bạn chân thành nhất luôn là hãy mang bao tay ngắn, ngắn cổ cũng được, nhưng mà hãy phun xỏ đầy ngón nha, chứ đừng mang găng tay cắt cục ngón. Trời ơi, cái đó nó vô nghĩa lắm các bạn, thật sự luôn á, nó không có tác dụng bảo vệ đâu, nó chỉ giúp các bạn che nắng thôi, hay là giúp cho các bạn bấm điện thoại nó dễ hơn thôi, chứ ngoài ra nó không có cái tác dụng bảo vệ gì đâu, thật sự. Đó, hãy mua cái găng tay phun ngón, đó, cổ ngắn hoặc là cổ cao. Rồi còn giày, giày thì các bạn phải mang, Quân nói thiệt luôn, hãy lựa những đôi giày nó ít nhất nha, ít nhất là nó phải qua được cái mắt cá, che được cả mắt chân thì càng tốt. Dùng đến cái từ là giá như. Rồi tán mạng chia sẻ vài câu chuyện khi mà ngồi cà phê Quân chợt lóe lên trong đầu vậy thôi. Các bạn thấy sao? Nếu mà thấy những lời Quân nói mà cảm thấy nó hợp lý, nó đúng thì nhớ thả like cho Quân nha. Chắc Quân sẽ phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quân. Nhớ để lại chung một like và nhớ bấm subscribe kênh của Quân nha. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.